Chào bà con, đây sử một bên em tăng cường. Hôm nay là tăng ca từ 22 giờ đêm để chuẩn bị bàn giao cho cặp giường đực và cái. Đây là chiếc giường đực và chiếc giường cái là một cặp, chuẩn bị đón về ngôi nhà mới Tiên Dương Hồ Điệp Mẫu xây cho nhà cao cao tại thành phố Biên Hòa. Ai ai cũng có một thời kỷ niệm, bao nhiêu mơ ước của từng ngày nào, cho nhau em ái biết yêu thương dài lâu. Từ ngày hôm nay có chiếc đực và chiếc cái, hai chúng ta cùng nhau hạnh phúc bên nhau nha. Đây, những bộ bàn ghế giường làm từ gỗ, khi chúng em đi nhập về tìm những sản phẩm cao cấp để phục vụ cho bà con, đó là sản phẩm đạt chất lượng của họ, đúng theo cái chuẩn của công ty gỗ, và sản phẩm bắt đầu xuất xưởng để bàn giao cho vợ chồng trẻ mới cưới. Chiếc đực và chiếc cái ngày xưa không có ai biết là một cặp giường nó phải giống nhau, nhưng phải chồng khác vợ khác nha, vợ chồng này chồng vợ nha, à nó phải vậy. Đàn ông phải hầm hố đùi bắp cơ bứng nè, như vậy nè, nó phải ướt đùi, nó phải săn chắc. Đàn ông trụ cột gia đình trường nó phải là hầm hố chắc tay chắc chắn, à cứ gọi là trụ cột đàn ông. À giường đực, đây là chiếc đực còn chiếc cái, nhìn cái chân nó mãi mãi nè, nó xoài xoài mãi mãi nè, hai hàng nè.